Vâng, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của xe cỏ Hải Dương, và hãy nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những mẫu xe bọn em cập nhật về mới nhất theo ngày tháng. Vâng, như trên màn hình của chúng ta đây là một chiếc xe Mercedes C200. Vâng, nhắc đến Mercedes C200 thì tất nhiên là chúng ta sẽ hình dung ngay là một chiếc xe rất là thương hiệu như thế này. Đó là một mẫu xe của Novo mang tên thương hiệu, đó chính là Ngôi Sao ba cánh. Vâng, chiếc xe thì được sản xuất năm 2013 và đây là một chiếc xe số sàn. Và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này tầm khoảng 8 cho đến 9 lít mà thôi. Vâng, một mức xăng không có thể nói là cũng khá là bình dân, có thể anh em mà thu nhập bình thường nó cũng thể sử dụng được chiếc xe này về sử dụng. Và chiếc xe này em dám tuyên bố với tất cả mọi người là một chiếc xe đẹp từ trước đến giờ và đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ luôn. Rất là khó kiếm một chiếc thứ hai nào như thế này mà bọn em mua được cả. Và các bác có thể nhìn thấy được biển thì biển đã là 34 của chúng em. Và xe thì thiết kế tương đúng kiểu theo phong cách của nhà mẹt, nó cũng thay đổi không quá là nhiều. Chúng ta sẽ nước qua một vòng nhỏ để chúng ta đi đến bên trong của nội thất chiếc xe này. Thì chiếc xe thì có khá là nhiều túi khí, nó chính là 2, 4, 6 túi khí. Và trong khi đó là chiếc xe cũng có tổng nâng hạ kính và gương chỉnh điện, ghế chỉnh điện và vô cùng rất là nhiều những cái chức năng an toàn khác. Và đầu đĩa là 6 đĩa vòng bằng cốp hết bằng điện luôn. Thì các bác có thể nhìn thấy được là một chiếc xe khá là đẹp. Đây, chỗ phần lỗ này nó là gương và gập gương. Phần vô lăng có tích hợp theo những cái nút chỉnh to nhỏ vị trí đa phương tiện. Và phần bên trong cốp này đó chính là một cái đĩa CD, nó có 6 đĩa bên trong. Chúng ta có thể nhét được 6 đĩa. Rất là nhiều từ khí, đấy, chữ EPS đấy là những cái sự từ khí. Ghế vẫn là da xịn. Và số sàn này đi nó có 6 cấp, nếu mà chúng ta mà đi vào cao tốc mà đi vào số 6 thì cực kỳ êm và nó sẽ rất là tiết kiệm xăng, bởi vì cái vòng bánh răng của hộp số nó rất là nhỏ. Thiết kế rất là đẹp. Ở sau xe thì các bác nhìn thấy được là nó cũng có cho mình nó chính là một cái nỗ đó chính là điều hòa đằng sau, rất là nhanh mát cho anh em ngồi phía sau. Một dòng xe rất là sang như thế này. Thì tắp ni, tắp lô của nó và nội thất con này hoàn toàn là nguyên bản rồi, cho nên là các bác cứ yên tâm. Và phần sau xe thì vô cùng là rộng rãi và cái nỉ của nó vẫn còn rất là sáng. Và chiếc xe này thì em bán với mức giá là 160 triệu đồng các bác nhé, không bớt. 160 triệu đồng không bớt, chỉ ra lòng thôi, em bán rất là sát giá. Các bác nào có nhu cầu mua hãy liên hệ em theo số điện thoại 0966668121. Nhìn lại nội thất của nó thì cũng rất đẹp. Còn máy móc chiếc xe này thì rất là khô và lổ rất là êm. Vâng, mẹt cũng là như vậy, ngủ rất êm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau.